Cơ duyên nào ạ? Đối với Miss Chansa thì Kim Kim rất là có duyên và mình đã có cơ hội gặp ban tổ chức trước đây, nhưng mà lúc đó là Kim Kim, như các bạn đã biết, là Kim Kim đã tham dự thi Miss MIQ Việt Nam của năm nay, và sau khi mình out top 14 thì hiện tại thì cũng có nói chuyện với ban tổ chức, và ban tổ chức từ xưa đã ngắm vào Kim rồi. Và thì như các bạn đã biết là Lương Mỹ Kỳ cũng là một người từng đã nhắc tới trong cuộc thi này, nhưng mà chắc vì lý do nào đó Lương Mỹ Kỳ không có tham gia, và đây là cái cơ hội cho Kim được tỏa sáng tại Miss Transstar International năm nay. Thì hiện tại từ giờ cho tới cuộc thi tháng 9 thì nó rất là còn dài, nên mình vẫn đang trên huấn luyện, tập luyện về catwalk, về cách trả lời interview, và cách gọi là build up cái profile mình tốt hơn và sao cho đẹp hơn, để khi mình ra nước ngoài mình đại diện Việt Nam mình một cái gọi là màu sắc xuất sắc nhất có thể. Thì Kim nghĩ đến với cuộc thi nào thì cái áp lực đối với bản thân mình hoặc là cho những thí sinh khác đều có, tại vì mình luôn luôn mình muốn tỏa sáng và mình muốn đại diện cho bản thân mình, cộng đồng của mình, và cả bây giờ Kim sẽ đi đại diện cho nước Việt Nam là phải máu hơn nữa, chín hơn nữa để có thể đại diện cho hình ảnh Việt Nam đẹp nhất, có thể văn minh nhất và loan tỏa được cái tình yêu thương của người Việt Nam của chúng ta ra sao. Cái cuộc thi này nó sẽ khác với cuộc thi Miss International như thế nào? Nói chung những cuộc thi hoa hậu thì nó đều giống nhau hết, nhưng mà cái tiêu chí của hai bên Miss Miss International Queen và Miss Transstar International đó là một bên là của tổ chức Âu Châu và một bên là tổ chức của Á Châu đó, nên và cái nhu cầu để cho đặt để cho thành một hoa hậu của hai nước nó cũng khác nhau hơn. Thì đối với bên Miss Transstar thì Kim thấy Kim có Kim tin tưởng vào bản thân mình có thể làm tốt hơn, tại vì như mọi người đã biết là cái màu diện của Kim ở ngoài nó không theo cái tiêu chuẩn của thuần túy người Việt Nam, và nhìn cũng hơi lai lai một tí, nhưng mà thật sự là bố mẹ là người Việt, nhưng mình da cũng ngăm, rồi mình cũng có hình xăm này nọ, thì nói chung nó cũng với cái tiêu chí bên Âu Châu thì họ không có đề nặng vào những cái gọi là bề ngoài của thân thể lắm, và nó họ luôn tôn trọng vào cái sự tự do của người chuyển giới, và họ luôn ủng hộ cái niềm tự tin của mình, và mình sao mình là một beauty queen và tỏa sắc ra một beauty queen thì họ sẽ chọn cho mình. Hello everyone, my name is Kim Kim. I grew up in the States and I'm now currently Miss Transstar International Vietnam, and I love it. And so I will fight for my chance in Spain this year, and I will do my best to represent my country, represent Vietnam, and represent all of you that has been loving me and supporting me and carry me out through this whole process. Thank you. Kim Kim có tìm ra câu chuyện của mình đến với cái cuộc thi này không? Câu chuyện của cái cô gái Việt Nam là bây giờ buồn như thế nào? Thì mình, đối với Kim Kim thì rất là gọi là cái gì? Sống một cách open và rất là thoáng, và cũng muốn mang những câu chuyện của mình để cho người ta hiểu được là người chuyển giới có nhiều khía cạnh khác nhau và nhiều người làm nghề khác nhau. Thì đối với Kim Kim là một doanh nhân tại Mỹ và cũng có kinh doanh về nghề nail, và trước đây cũng có đi ca hát, và nói chung cũng trong những cái giới môi trường rất là nhiều sự cám dỗ cũng không đúng, mà nhiều sự gọi là hào quang đi, cạnh tranh, và mình cũng cố gắng để cho mình thành công trong sự nghiệp về kinh doanh, hoặc là khi ca hát thì mình phải tìm được một cái hào quang cho mình, và hiện tại bây giờ là Kim Kim Beauty Hoa Hậu, và cũng sẽ ráng dành cho mình một cái hào quang nào đẹp nhất để đại diện cho nước nhà của mình. My heart stops beating, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
chase on when I chase like yeah, yeah, I play so strong with a knife in the back. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu ca sĩ, diễn viên, huấn luyện viên Cindy Thái Tài sẽ trao tặng bằng chứng nhận và bó hoa tươi thắm chúc mừng cho Tân Hoa Hậu. Vâng thưa quý vị, cùng với nghi thức trao vương miện cho Sát, Trương Ngọc Hoàng Kim đã chính thức trở thành Miss Trend Star Việt Nam 2023 và sẽ đến với đấu trường nhan sắc Miss Trend Star International 2023 được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 9 tới đây. Vâng, và chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng với tài năng, nhan sắc và bản lĩnh cũng như thần thái của Hoàng Kim thì chúng ta sẽ có hy vọng Việt Nam sẽ đạt kết quả cao tại cuộc thi năm nay, mang chiếc vương miện đầu tiên của Miss Trend Star International về với Việt Nam. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô gái xinh đẹp của chúng ta nha. Vâng, xin được cảm ơn các vị đại biểu rất nhiều. Và có lẽ là ngay bây giờ thì xin mời Kim Kim nán lại sân khấu một ít phút nhé. Rất mạnh để bạn có thể lần này mang chiếc vương miện đầu tiên của Miss Trend Star International về cho Việt Nam nhé. Thì đối với tiêu chí khi mà bước vào cuộc thi nào cũng vậy, thì áp lực và lo lắng cho mình lúc nào cũng có hết, nhất là khi đặc biệt hôm nay nữa là mình sẽ đại diện Việt Nam đi quốc tế, đó là một cái hành trình cũng rất là áp lực cho mình nhé. Kim Kim tin rằng Kim Kim sẽ làm được, vì thứ nhất mình có quyết lực và mình sẽ máu cháy với cái hành trình này của mình, và Kim Kim đã đến và ủng hộ, và Kim Kim rất là cảm ơn và biết ơn và sẽ mãi mãi đồng hành với Kim Kim nhé. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của Kim Kim, và người ta nói là có áp lực sẽ tạo nên kim cương, và chúng tôi chúc cho Kim Kim sau tháng 9 sẽ trở thành một viên kim cương tỏa sáng, sẽ mang về chiếc vương miện danh giá cho Việt Nam. Kim Kim nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Kim Kim. Và thưa quý vị, tiếp theo sau đây sẽ là một phần hỏi đáp Q&A dành cho các thành viên của ban tổ chức để trả lời các câu hỏi được gửi đến từ các anh chị phóng viên báo chí. Và chúng tôi xin được trân trọng mời lên xin được chúc mừng Mai Ngô đã có mặt ngày hôm nay để chúc mừng cho Kim Kim. Ai lấy đấy? Và đến với bàn chủ tọa ngày hôm nay thì để Kim Ngân xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Như Quỳnh, giám đốc công ty truyền thông Q Talent, nhà báo Vũ Thu Hiền, trưởng ban văn hóa tạp chí Môi Trường. Hello everyone, my name is Kim Kim and I'm here to represent Miss Trend Star International 2023. And here is the pleasure to introduce my mentor, my idol actually, ca sĩ người mẫu, coi như đủ nghề hết trơn á, is super talented, Miss Mai Ngô Á Hậu, Miss Grand. Mọi người cũng biết là tại Miss International Queen thì Mai là một cái người chọn các bạn thí sinh rất là có gu lạ, và những bạn Mai chọn thì mọi người đều không chọn, nhưng mọi người thấy đó là những người mà Mai rất là tâm huyết đầu tư vào thì luôn có được cái kết quả xứng đáng, và Mai tin Kim Kim cũng sẽ như vậy trên hành trình Miss Trend Star của mình, và Mai mong rằng Kim Kim sẽ mang về cái vương miện thứ hai, quốc tế thứ hai cho Việt Nam mình. Và chúc Kim Kim thật là tỏa sáng, thật là nhiều năng lượng và học được những cái kinh nghiệm, những cái bài học quý giá từ Miss International Queen để mà áp dụng vào Miss Trend Star International. Thank you Mai Ngô. Và Kim Kim cũng đã theo dõi Miss International Queen Việt Nam
đêm qua và đã biết ai đã hoa hậu rồi đúng không? Thì Mai Ngô đã xuất sắc, đã có một người như vậy thì Kim Kim cũng mong là sẽ có danh hiệu quốc tế để coi như là Mai Ngô có hai danh hiệu quốc tế cho mọi người. Và em cũng xin mời nếu có các bạn hay fan thì cậu câu hỏi gì thì cứ cho. Lần đầu tiên xin được chào tất cả quý vị hôm nay đã đến đây chung vui cùng Kim Kim và cảm ơn câu hỏi của anh. Từ vì Khánh Chi trong quá trình hoàn thiện cái giọng của mình á, Khánh Chi không thể nói chuyện cho nó rõ ràng được, thì xin đi xin nói hộ cho Khánh Chi cái ý kiến của Khánh Chi. Khánh Chi nói là Khánh Chi rất là yêu quý Kim Kim và sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu như có sự nhờ vả cũng như là yêu cầu từ Kim Kim. Riêng về Cindy thì mọi người cũng biết là Cindy là hiện tại đang là giảng viên đào tạo người mẫu hoa hậu cũng như là model kid của Sun Lan Academy. Thế nên là với cái kinh nghiệm của mình, nếu như em gái của Cindy có nhờ, có ngỏ lời thì lúc nào chị cũng sẵn sàng thôi. Thì thứ nhất là chị rất thích những người đẹp nha. Quý vị biết là CD rất là thích đẹp mà. Tôi thấy là gái đẹp thì mình phải sát vào như này, đút xuống này sát vào nó để học hỏi tại sao mày đẹp như thế đấy, để mà mình về bắt chước theo được phần nào hay phần đấy. Rồi tiếp theo là CD muốn, là cái quan trọng nhất là CD rất muốn những người đẹp trong cộng đồng LGBT nói chung và đặc biệt những người chuyển giới nói riêng luôn luôn xinh đẹp và được tỏa sáng, quan trọng nhất là được bùng cháy, thể hiện bản thân của mình cũng như là đại diện cho cái đẹp của cộng đồng LGBT, người chuyển giới Việt Nam, không những về cái đẹp mà là cái bản lĩnh, cái tri thức của người chuyển giới Việt Nam mang ra thế giới. Và CD cũng nói luôn, không riêng gì Lâm Khánh Chi, CD cũng vậy, nếu như mà quý công ty hoặc là em gái muốn nhờ chị một cái gì đó ha, chị cũng luôn sẵn sàng nhá. Đây là lời hứa trước báo chí nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đúng không? Nhưng mà bây giờ một nước có rất nhiều hoa hậu. Nhưng mà đối với phụ nữ cũng vậy, những người chuyển giới từ nam sang nữ cũng vậy, chúng tôi yêu thương nhau. Từ vì thế giới của chúng tôi rất nhỏ bé, có là mình tranh đua với nhau về sắc đẹp, nhưng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Còn cái chuyện sân si ghét nhau không có đâu nha. Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi nha, cái định kiến nó đi trong cái từ cái buổi họp hôm nay nha. Cảm ơn chị Xin Đi rất nhiều. Lâm Khánh Chi muốn bổ sung là Lâm Khánh Chi muốn có thêm một vì sao sáng trong cộng đồng, nhiều ngôi sao sáng trong cộng đồng LGBT. Từ từ, khổ quá, đang học báo mà em cứ nguyết chị sợ quá. Đó là có nghĩa là thêm nhiều ngôi sao tỏa sáng trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là những người chuyển giới, được chưa? Cái gì đúng không? Chị nói luôn. Ok đó, thỏa mãn rồi. Cảm ơn Lâm Khánh Chi, cảm ơn chị Cindy Thái Tài. Những viên kim cương, những ngôi sao tỏa sáng, hãy cùng lên sân khấu chụp hình với tân hoa hậu và với các thành viên của ban tổ chức cũng như là chị Khánh Chi và chị Cindy Thái Tài. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I want.
pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change my mind. Okay.